thì nó cũng có nhiều trở ngại, tiền tài trợ bị hủy ở phút 90 nè, ví dụ những cái như vậy. À, mình làm MV này với một nhân lực kiểu cũng cây nhà lá vườn, nói chung là gửi lọc thôi. Gửi lọc thôi. Riêng anh Bảo với anh Thái chắc hình như không có cát luôn, chắc hình như không có cát luôn, quên mất. Một khoảng thời gian mà mình đã bị lạc lõng, mình lạc, mình không biết mình phải làm gì, hay là mình không biết mục đích của mình là gì, rồi tất cả mọi thứ mình ghép vào ở trong một bài nhạc, thì đó cũng là một lời tự sự của mình. Xin chào tất cả mọi người, mình là Unique Boy. Mong là mọi người hãy đón xem những thông tin sắp tới của mình và về dự án Umbrella trên Mel Entertainment. Let's go. Tại vì Juno muốn thể hiện qua những cái góc nhìn của mình để giới thiệu thêm cho mọi người biết thêm về những cái loại hình nghệ thuật mà Juno cảm thấy thích thú với nó. Ví dụ như xiếc, rồi cải lương, rồi còn nhiều thứ khác nữa. Từ ảo thuật đến xiếc, đó là những ký ức của mình hồi nhỏ và mình cảm thấy nó đẹp. Thì bây giờ mình giống như mình mang lại cái vẻ đẹp đó, mình khôi phục lại cái vẻ đẹp đó theo cái trí nhớ của mình. Và cũng nhờ những người anh em, ví dụ về hình ảnh, về âm nhạc để có thể cùng với mình tạo ra cái sản phẩm lần này. Juno nghĩ là mỗi người, tại nó nằm sẵn ở trong máu rồi, về bản sắc, về dân tộc, nó là nằm sẵn ở trong máu của mỗi người Việt Nam chúng ta rồi. Chỉ là đến một thời điểm nào đó mình sẽ lôi nó ra ngoài. Không hẳn khi mà Juno làm về những loại hình nghệ thuật truyền thống hay là giá trị văn hóa thì Juno sẽ không làm những cái nhạc quẩy. Nói chung là Juno vẫn sẽ trung hòa mọi thứ. Không phải là trung hòa nữa mà Juno sẽ vẫn là con người của mình. Và mình vẫn kết hợp với những điều mình muốn để tạo ra một gì, để tạo ra một sản phẩm chỉnh chu và Juno cảm thấy thích thú nhất. Tại vì trước đó khi mà Juno làm một bài rap kết hợp với cải lương là bài Sáu Bức Màn Nhung thì Juno cũng có tới để mà hỏi thêm ý kiến từ chú. Thì qua đó thì chú cũng nghe được bài của Juno làm kết hợp với cải lương và chú cảm thấy hay, chú nói bài này hay. Thế là sau đó khi mà mình có một sản phẩm mới, mình nghĩ về hình ảnh một người thầy thì mình cũng nghĩ đến chú và mình ngỏ lời, thì rất là may mắn chú đã đồng ý. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Juno chắc là về những điều Juno học được từ chú, về những gì chú nhận xét về cái dự án đợt này của Juno. Mình cảm thấy mình có một chút gọi là kiểu cảm động khi mà mình nghe được những lời, ví dụ chú nói nó cũng truyền được một phần lửa nào, và sự đam mê yêu nghề của chú bỗng nhiên lúc đó khi mà trong set quay á, nó cũng trỗi dậy rất nhiều. Và chú phải quay những phân cảnh mà phải nói là rất nguy hiểm, và chú thực hiện đó với mong muốn của chú luôn, có nghĩa là mình cũng sợ chú tới tuổi già chú sẽ kiểu xương khớp các thứ, chú không cong người lên để mà gọi là vùng vẫy này nọ quá nhiều được. Nhưng mà khi chú cảm thấy là nó nên như vậy và chú hỏi là quay thêm những cảnh đó thì những thước phim nó thật là tuyệt vời. Có những phần ban đầu mình chỉ là chú bị té xuống thôi, nhưng mà nói chung là chú đã có những phần góp ý vào thêm để cho cái phân đoạn của chú rất là gay cấn và nó khá nguy hiểm. Khi mà mình nhìn ở ngay trực tiếp hiện trường ở đó, mình có thể cảm nhận được là nó sẽ đau đó. Đối với một người lớn tuổi như chú nó sẽ đau đó, nhưng mà giống như là ngọn lửa nghề của một người nghệ sĩ thì mình cảm thấy là chú đã quên hết những chuyện đó. Khó khăn thì mình nghĩ là cũng không có quá nhiều ngoài độ nguy hiểm. Nói chung là khi mà mình làm dự án thì lúc nào nó cũng sẽ có những cái khó khăn, nhưng mà tại vì mình là một người kiểu mình đã xong hết, mình đinh hết, mình trải qua, mình kiểu giống như là mình giải quyết xong hết rồi, nên là cái sự khó khăn nó đọng lại cho mình, nó không không nhiều bằng cái niềm vui khi mà mình đang thấy nó hoàn thiện dần dần. Thì nó cũng có nhiều trở ngại, ví dụ như là tiền tài trợ bị hủy ở phút 90 nè, ví dụ những cái như vậy. Rồi mình làm MV này với một nhân lực kiểu cũng cây nhà lá vườn đó. Rồi khi mà mình phải đứng một cái độ cao tầm, mình nghĩ là tầm 10 đến 15 mét, thì nó cũng là những cái sợ hãi riêng. Và nhưng mà thực sự thì cái động lại cái khó khăn đó thì mình cảm thấy là khi mà mình vượt qua rồi thì giờ mình đợi chờ nó hoàn thiện hơn là mình nhớ những cái khó khăn đó. Thực sự mình cũng không nhớ gì nhiều lắm. Thực sự nếu mà nói về chất xám á, thì mọi người thường nói là nó tốn chất xám. Nhưng mà thực sự mình cảm thấy giống như chất xám là hàng ngày khi mà mình làm một điều gì đó thêm thì mình học hỏi thêm, và giống như là mình được bổ sung thêm chất xám mỗi khi mà mình làm một dự án nào đó hoặc những cái gì đó mới,
và mình được học hỏi nhiều hơn. Còn về tiền bạc thì thực sự nó là một cái mình nghĩ là mình sẽ để dành cho riêng mình hơn, tại vì ví dụ nó giống như là một cái những tấm vải vậy, thì tất cả những anh em đều dùng chỉ và dùng kim để mà may đo nó và làm nó thành một bức tranh tổng thể hoàn hảo và chỉnh chu nhất. Thì mình nghĩ cái điều đó nó quý giá hơn việc là mình sẽ cân đo đong đếm về cái lượng tiền bạc. Tại vì Juno cảm thấy là nếu mà mọi người coi cái MV này, mọi người sẽ thấy được cái Juno muốn mọi người quan tâm đến cái giá trị và cái gọi là cái cảm nhận trong MV nhiều hơn là nó sẽ là số tiền. Tại vì thực sự là đối với Juno hiện tại bây giờ thì cái công sức của tất cả mọi người và cái sự góp sức của cả ekip nó đang rất là đẹp để tạo được cái sản phẩm lần này. Đó, nên là Juno muốn mọi người chú ý vào cái việc đó hơn. Chú Bạch Long, anh Tuyên, anh Hứa Minh Đạt, anh Bảo, anh Thái, nói chung về phần một phần là Juno nghĩ là mình cũng được mấy anh chị thương, mọi người thương, nên là mọi người cũng đồng ý tham gia với lại Juno đợt này. Thì mình nghĩ là tại cơ bản thì tụi mình cũng coi nhau như gia đình, có gì thì hỗ trợ lẫn nhau, nên là rất là vui điều đó. Cả cả chú Bạch Long, nói chung là gửi lọc thôi. Gửi lọc thôi. Thì riêng anh Bảo với anh Thái chắc hình như không có cát luôn, quên mất. Nói chung là tại vì khi mà không phải riêng gì Juno mà kể cả các thành viên khác ở trong team, kể cả team anh Bảo hay team anh Thái luôn, thì tất cả các thành viên nếu mà có một dự án nào đó thì mấy anh tham gia, nếu mà không kẹt lịch trình gì mấy anh vẫn sẽ tham gia và chung vui với các anh em. Tại vì năm nay mọi người đúng nghĩa là một gia đình, có nghĩa là tất cả mọi người đều hỗ trợ nhau rất là nhiều. Nó sẽ là một kỷ niệm đẹp khi mà Juno còn thấy được Umi đang rất là dễ thương và rất là tươi cười. Juno nghĩ là vẫn mong chờ đợi một ngày Umi kiểu tích cực hơn và có những cái nhìn vui vẻ hơn. Nó là một cái sự đánh tiếng của mình khi mà mình muốn làm về những giá trị và làm về loại hình nghệ thuật ở Việt Nam. Về sự khác nhau á, thì tất nhiên là một cái là mình kết hợp với cải lương và nhạc kịch Broadway. Nó sẽ khác với lại một bài nhạc điện tử và một bài nhạc giống như là Umbala một cách bình thường khác. Nhưng mà trong bài này thì ví dụ như nhạc kịch, mọi người sẽ phải xem nó thì mọi người mới cảm thấy cái bài đó nó nghe nó có cái để coi, nó hay. Chứ nếu mà nghe audio bình thường không thì mọi người nhiều khi mọi người không cảm được. Thì đến bài Umbala đợt này Juno cũng làm theo cách vậy, có nghĩa là mọi người sẽ phải xem cái MV đó thì mọi người hiểu được nhiều thứ hơn là mọi người chỉ nghe nhạc. Về Sơn Quốc Bằng Nhung sẽ là cải lương. Bởi Umbala này Juno thì tại vì nó gắn quá sâu, ý là gắn với lại những ký ức hồi nhỏ của mình đó. Nên là Juno làm với lại rạp xiếc và ảo thuật. Thì thực sự ra là xiếc và ảo thuật nó không phải là một cái đặc trưng của Việt Nam mình, mà nó là vẫn là du nhập. Nhưng mà có những động tác của nó, có những cái gọi là cái chiêu, cái trò của nó là đều từ những người nông dân và đều từ những cái bản tính chất phác của con người Việt Nam. Nên là Juno vẫn lôi nó vào. Bởi vì chủ yếu là mình ưu tiên cái ức của mình hơn. Nhưng mà cái bài Sao Bước Bằng Nhôm đó là một cái dấu hiệu là Juno sẽ làm những cái mà Juno cảm thấy đang là mình nhất bây giờ, về giá trị, về văn hóa, về những loại hình nghệ thuật Việt Nam. Và chắc chắn là nó sẽ có những cái khác nhau. Cũng chưa biết nói trước được điều gì. Thì thực sự nó là mở đường cho một cái chuỗi năm bài mà mình đang hướng tới. Juno thì Juno không gọi nó là EP hay Juno không gọi nó là album, nó chỉ là những cái cột mốc mà mình muốn làm. Thì nó sẽ nằm trong chuỗi năm bài. Thì trong đó Juno sẽ lấy những cái đặc tính, ví dụ như thủy, hỏa, thổ, kim, mộc. Thì mỗi cái Juno sẽ làm với lại một điều mà Juno nhìn thấy. Ví dụ như Umbala thì nó sẽ là mang đặc tính của hỏa, nó nói lên cái niềm đam mê, ngọn lửa cháy bỏng của những nghệ sĩ xiếc. Và Juno thấy được điều đó qua cái cách họ tập luyện hàng ngày, và cái cách họ diễn, và qua khi nói chuyện với họ. Nó là ngọn lửa kiểu lúc nào cũng có trong người á.
và cái phát đầu tiên của mình cũng là khai hỏa, nên là mình cho về Umbala ra là hỏa hỏa đầu tiên. Sau đó có thể kể đến là ví dụ như thủy thì Juno sẽ kết hợp với loại hình nghệ thuật ở Việt Nam mình, ví dụ múa rối nước. Đó là những cái mà mình sẽ kết hợp theo từng bài, theo từng bài, theo từng bài để tạo ra được một bài mình cảm thấy ưng ý. Chắc tới tuổi già không biết nữa, cũng trải qua 2 năm thì mình cũng lost, mình không biết là mình phải làm gì tiếp theo. Mình cảm nhận được là đúng thiệt là mọi người thích cái con người kiểu lúc nào cũng quẩy, thực sự là Juno vẫn quẩy nha. Nhưng mà về cái âm nhạc thì nó sẽ có nhiều thay đổi khi mà mình biết được mình muốn làm cái gì hơn. Ý là mình vẫn luôn là con người như vậy, vẫn có những cái quẩy, vẫn có những cái nội tâm, nhưng mà mình chưa bao giờ mình dám show ra hết tất cả mọi thứ cho mọi người đón xem. Kể cả bài Sáu Bước Bằng Nhung, đó là một cái lời tự sự của mình, một khoảng thời gian mà mình đã bị lạc lõng, mình lạc, mình không biết mình phải làm gì, hay là mình không biết mục đích của mình là gì. Rồi tất cả mọi thứ mình ghép vào ở trong một bài nhạc, thì đó cũng là một lời tự sự của mình. Và mình đó giờ chưa bao giờ mình làm những điều như vậy. Thì kể cả những cái mình đang làm bây giờ, đó là những cái mình thực sự thích, nó là cái con người của mình. Và có những lúc mình sẽ show ra, những ban đầu là mình sẽ sợ, sợ show ra cho mọi người thấy những cái con người nội tâm của mình nó sẽ như thế nào. Nhưng mà mình nghĩ là khi mà mình làm những gì thật nhất với mình thì nó sẽ thoải mái hơn. Và đúng là sẽ có những cái biến cố, đó là nó như Juno vừa nói, đó là những cái khoảng lặng mà mình suy nghĩ là mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Thì trong cái lúc mà mình quằn quại trong cái suy nghĩ đó, thì mình biết được là con người mình ở đâu và mình thích làm những cái gì, và mình cảm thấy là làm gì là thích hợp với mình nhất. Mình làm tất cả mọi thứ là mình để duy trì, và mình cứ làm, cứ làm, cứ làm vậy thôi, chứ mình không có mục đích nào cả cụ thể. Và điều đó khiến cho mình cảm thấy khó chịu khi mà mình không, ý là khi mà mình đặt ra những mục đích, mình cảm thấy nó không đã, nó chưa phải, nó chưa phải là cái này. Hoặc là mình đặt ra mục đích mình kêu chưa phải là mình lắm đó, thì mình đi loay hoay đi tìm một cái giống như một cái điểm để mà mình bắn cung tên vô vậy, thì mình cứ dương cung hoài nó sẽ bị mỏi tay, mỏi nách. Nên là mình phải kiếm một cái bảng điểm để mà mình bắn vào. Thì mình nghĩ là đây là lúc mà mình đã kiếm được cái bảng đó rồi, quan trọng là bây giờ mình sẽ bắn nó như thế nào thôi. Gia đình là sẽ một điểm hold mình lại, kiểu như là giữ mình lại khi mà mình, ví dụ mình đi quá xa, hoặc là mình có những cái suy nghĩ kiểu không rõ được mình phải làm gì tiếp theo, thì mình cần người thân nhất với mình để mà mình có thể biết được là mình có đang đi đúng hay không, mình có đang chính xác với lại những phán đoán của mình hay không. Tại con người lúc nào cũng có những lúc sai mà, nên là mình luôn luôn cần những lời khuyên. Thực sự là không những ở sản phẩm này không, mà trước đó nguyên khoảng thời gian hành trình mà Juno sau Rap Việt, thì bạn luôn là người đồng hành cùng với Juno trong tất cả mọi thứ. Thì công việc thì mỗi đứa đều có những cái công việc riêng, nhưng mà bạn luôn dành thời gian cho công việc của Juno và phụ Juno rất nhiều về phía mảng công việc. Về cả mảng tinh thần, bạn cũng support Juno để Juno kiểu có một cái tinh thần thoải mái để đi làm, để viết nhạc, rồi hiểu cho nhau. Nói chung là có rất là nhiều thứ. Kể cả bản thân mình đi diễn bar, mình đi diễn club, hay là mình đi diễn ở một nơi nào đó xa đi, thì cũng phải có một sự tin tưởng lẫn nhau để mà mình có thể thoải mái mình đi làm. Hoặc là rảnh thì vợ Juno vẫn sẽ đi theo cùng với Juno, để hai đứa kiểu tiện tiện đi chơi luôn. Nó có những cái vậy, nói chung là Juno không bị mệt mỏi về đầu óc quá nhiều. Và đó là cái support nhiều nhất mà Juno cảm thấy là bạn thực sự bạn làm rất là nhiều thứ cho mình. Vậy. Kỷ niệm vui hả? Mình nghĩ kỷ niệm vui của riêng mình đó là mình được chơi ở hai bên đội. Đúng vậy, và mình chạy qua bên anh Thái một chút, mình chạy qua bên anh Bảo một chút. Nói chung là cứ những may mắn là họ sẽ tổ chức khác ngày. Nhưng mà khi mà mấy anh em mà tổ chức chung một ngày ấy, thì mình phải nhằm suy nghĩ qua bên đâu giờ ta, họ chạy qua anh Thái, chạy qua anh Bảo. Nói chung mình tuy là mình cũng hơi rối bời, mình phải chọn giờ qua đâu giờ ta, tại bên nào cũng vui hết, bên nào cũng giống như gia đình hết. Nhưng mà đó, mình cứ chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại, thì đó là cái niềm vui mà mình nghĩ là vui nhất của mình. Vì Juno vẫn đang giấu, Juno không chấm chưa dám cho mọi người coi, tại vì mình cũng muốn khi mà các anh em có tới được rạp, hoặc là các anh em coi sản phẩm đó lần đầu tiên á, mình vẫn muốn giữ cái tinh thần đó. Tại vì đến bây giờ thực sự là còn vài ngày nữa thôi, nhưng mà Juno vẫn đang chỉnh từng từng đoạn nhỏ.
để cho nó ok nhất. Nhưng mà mấy anh on set là mấy anh cũng đã thấy được cái độ tâm huyết của Juno với lại dân bóng lần này. Mình cũng hỏi về team production house làm được này là team nào cái thứ, ý là khi mà mình thấy mấy anh hỏi thì có nghĩa là cái set đợt đó mấy anh tham gia vô mấy anh cũng cảm thấy nó đẹp, nó chỉnh chu, nó hoành tráng. Thì Juno cũng nói là Juno cũng lụm nhặt từng người để mà tạo ra một cái tổ hợp, một cái tổ đội như thế này. Nên là nhiều khi cũng không biết trả lời mấy anh sao. Có gì mấy anh hú em. Thật sự là Juno cũng không lựa chọn nhiều lắm đâu. Có một người chọn Juno nhiều hơn thì Juno cảm ơn. Và với lại kiểu tại vì cũng 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 đang chuẩn bị cho cái đợt ra mắt lần này, nên là Juno kiểu cũng tập trung chủ yếu là về dự án đợt này thôi. Với lại về việc nhiều hơn hay ít hơn đó là một cái, nếu mà các bạn mới bây giờ thì nhiều khi mọi người mới biết đến các bạn, mọi người sẽ được đi rất là nhiều các thứ, nhưng mà Juno thì từ mùa 1 rồi, xong rồi chưa ráp việc thì Juno vẫn vẫn cứ tàn tàn như vậy, và bây giờ đến ráp việc mùa 3 xong thì Juno vẫn sẽ tàn tàn như vậy thôi, nghĩa là nó sẽ không có những cái cú nổ nhiều hơn. Thực sự thì mọi người không biết là mọi người còn nhớ siết ở Việt Nam mình nó như thế nào không? Đối với Juno, nếu mà Juno không đi coi và không nghiên cứu thêm thì Juno nhiều khi Juno cũng nghĩ là vẫn sẽ là đi chênh banh rồi tung hứng đơn giản các thứ, nhưng mà thực sự siết bây giờ ở Việt Nam đang rất là phát triển, có concept hơn, và thực sự là họ đang rất phát triển rồi, họ sắp có những cái sân khấu lớn. Thì Juno muốn kiểu mang mang những cái siết đẹp đẽ, mang những cái điều đẹp đẽ đó và giới thiệu lại cho mọi người nếu mà mọi người chưa thấy. Cũng không hẳn, chắc là tại nhiều khi là Juno nghĩ là mọi người cũng không nhớ, nhưng mà thực sự là ai cũng sẽ biết siết nó như thế nào rồi, nên là mong mọi người đón xem siết ở trong cái thế giới của Juno nó như thế nào. Cảm ơn tất cả mọi người. Umbala, let's go. Mong là mọi người đón xem MV Umbala vào lúc 16 giờ ngày 20 tháng 9 trên kênh của Juno Big Boy. Let's go.